Mẫu mạch có tên là IC. Mẫu mạch có tên là MD9840 ha. Ok. Đây. DSP lập trình chống thấu ha. Đây. IC MD9840. DSP lập trình chống hú ha. Công suất 150W. Ok, như vậy nó cho phép mình sử dụng loa 4 tắc đơ ha, con 51 từ 140 đánh ok. Hoặc là loa 3 tắc đôi ha. Ok chưa? Đây mình đang thử cho anh thùng loa 4 tắc nè ha, 4 tắc đơ nè. Ok chưa? Thì đối với cái mẫu mạch này đánh cho các thùng loa 4 tấc ha, chạy các mạch này, chạy các loại IC như T3R6D2 là thay thế vô tư ha. Hả? Thì cái con IC MD9840 là nó bằng công suất con T3R6D2. À, thì mỗi dòng IC nó có cái âm thanh nó khác nhau. MD thì nó sẽ thiên về âm bass mạnh hơn, tiếng ca nó là cũng rất là tuyệt vời ha. Đây IC MD9840 dưới miếng nhôm. Thì đây là mẫu mạch có nguồn xung, thì cho mình sử dụng là điện 220 và điện bình ha, điện bình. Thì nếu như mà có bình á, thì mình cắm điện 220 vào đỡ sạc, tích hợp mạch sạc tự động ha. Đầy bình thì nó sẽ ngắt ha. Đây mình đang lắp micro không dây này, micro không dây. Đây mình đang sử dụng mic pin 18650, mic chất lượng tốt ha. Ok chưa? Thì đối với cái thùng loa này mình test nhanh ha, một lắp một bát 4 tấc một chép ha. Chép này mình đang lắp chép 350 nè ha. Ok. Như vậy là mình dạng mạch này là dạng mạch lập trình. Cơ cô của nó là dạng lập trình ha. Đó. Và cái tiếng nó là gần giống như tiếng reverb á, nó có chống hú ha. Ok chưa? Mình thử tiếng echo cho các anh em nghe ha. Đây có thử nó hay không ha. Đây. Ok, 5 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
Okay, thì đây mình ngồi đối diện lo luôn ha, trực diện lo ha, thì phải có chống hú thì nó mới hiệu quả cao, mình mới dám đối diện lo như thế này, đỡ cái tay micro ngay chỗ lo chép luôn này. Thử nè ha, thử khi nào nó hú thì phải dí thẳng vô cái củ lo chép lên là mới hú đó. Còn đỡ này cũng không hú đó, mới gọi là chống hú ha. Nếu như mình chỉnh cái echo này giảm nhẹ nè xuống nè, cái tiếng nó ra gần giống tiếng Việt Phật luôn. Lên chút xíu hơi khô ha, hơi khô. 1 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
thì nó thiên về bát nè, mình test cái phần bát cho các em.
Thì đây mình đang thử cái la bát bàn giải nè ha. Ok chưa? Bây giờ bát mạnh ha. Đó, chép bên môi luôn nè. Vẫn rất ok. Có chấp nhận làm vợ tôi không? Tại sao tôi lại phải lấy anh? Lương của tôi 5 triệu. Được, con này đồng ý. Nhưng nếu có thằng lương 6 triệu xuất hiện, tôi sẽ dùng khoản chênh lệch ấy để mua cho anh một cặp sơn. Ok, thì đây mình thử nhẹ một đoạn nhỏ xíu siêu thôi ha, cho các anh em nghe qua. Thì đối với cái mẫu mạch MD9840 keo cơ nó có mượt hay không ha. Đây, sẽ thử nhanh. Bé ăn sáng mỗi ngày nhưng 50% thiếu vị chất, thêm sữa tươi chủ Hà Lan mỗi sáng, thêm khỏe mạnh vững vàng. Thì đây mình nói thêm về cái mẫu mạch ISMD9840 ha. Mẫu mạch này nó thay thế tương đương với mẫu mạch TB6D2, nhưng ISMD8840 nó thêm vào âm bát ha, đánh lực hơn ha. Ok ha. Này nó có phần lắp micro không dây này. Đây.
nước micro không dây. Thì khi các anh em mua cái micro không dây bên mình đó ha, nè thì nó đã cùng chân rồi, chỉ việc cắm vào thôi. Ok không? Đó, phụ kiện mình kèm theo có dây cấp bình nè, dây cấp dây ngõ ra lo nè ha, cái dây nguồn 220 và cái remote ha. Nếu anh em nào không có bình thì sử dụng nguồn 220 luôn. Thì đây là đang sử dụng nguồn xung, nguồn xung là đang thiết kế đầy đủ cho cái mạch này 150W ha. Ok ha. Thì đối với mẫu mạch này thì các anh em yên tâm, tính cho 4 thắt đơn hoặc là 3 thắt đôi cũng đánh ok luôn ha. Kết thúc video tại đây.